Câu hỏi khó nhất mọi thời đại. Tôi đã làm việc được 5 phút nên bây giờ tôi phải nghỉ ngơi thôi. Hả? Trời, to bụng quá. Ăn gì giờ ta? Ăn thịt nướng đi. Nhưng mà thịt nướng có mùi lắm. Ăn cơm tấm. Nhưng mà cơm tấm nhiều calo quá. Hay ăn gà rán. Nhưng mà gà rán dầu mỡ lắm. Không được, không được, không được. Ăn hamburger. Không, không ăn fast food. Ăn phở. Không ăn gì nước nước. Ăn gì vậy ta? 8 hours later.